Xin chào các anh đã đến với video số 174 của kênh Đồ Câu Tokyo Japan nhé. Tối nay em lên cho mình một ít máy đứng nha mấy anh, xây tầm khoảng 2.000 cho tới 6.000 ạ. Có hôm nay có gửi đến mấy anh một cặp gác cần nữa nha mấy anh. Đấy, cần rút này, cần ISO khoen bé nữa nha, cần hai khúc ba khúc bạo lực cho mình luôn ha. Và có một ít phụ kiện gửi đến mấy anh ạ. Em xin lên phụ kiện trước nhé. Phụ kiện mã số 1 thì em muốn gửi đến mấy anh đây là thước đến từ nhà tiêm Daiwa nha, đường kính là 0.3 mm ha, tải cá tầm khoảng là 7 kg cho mình nha, cước này hàng nội địa Nhật nha mấy anh. Một cuộn của nó tầm khoảng là 100 m ha, cái này em ghép combo 3 cuộn thì tầm khoảng là 300 m nha, nối liền không cắt rời ra cho mình nha. Đấy, cước 0.3 mm tải cá 7 kg, em bán với giá là 100k nha, combo mã số 1 em bán với giá là 100k ạ. Mã số 2 ạ. Mã số 2 thì em có cước su fix nha. Đấy, cước su fix nha mấy anh. Cái cước này là 0.35 mm tải cá tầm khoảng là 10 kg cho mình nha. Một cuộn thì cũng tầm khoảng là 100 m là em ghép combo 3 cuộn với nhau nha. Là tầm khoảng 300 m là em bán với giá là 100k luôn nha mấy anh, 100k mã số 2 100k nhé. Mã số 3. Mã số 3 thì là cước su fix 0.45 mm nha, tải cá tầm khoảng là 16 kg nha. Đấy, một cuộn thì tầm khoảng 100 m ạ. Em ghép combo 3 cuộn thì tầm khoảng là 300 m cho mình nha. Rất là nhiều luôn ha. Nối liền không cắt rời ạ, xài tới đâu cắt tới đó cho nó tiện ạ. Mã số 3, mã số 3 thì em bán với giá là 100k luôn nha, cước 0.45 mm tải cá 16 kg ha. Mã số 3 100k. Mã số 4. Mã số 4 thì em có dù BE nha mấy anh, X4 nha. Đấy. Một combo của em là ghép giùm một cuộn số 8 và một cuộn số 9 nha. Đấy. Cuộn số 8 thì đường kính của nó là 0.5 mm nha, tại cá tầm khoảng là 42.5 kg nha. Ở trên đây nó có để thông số gõ ghề đầy đủ cho mình hết luôn nha, có tem đầy đủ hết cho mình này. Để cái này loại nó màu vàng nha mấy anh. Đây, dù này dù màu vàng nha, rất là đẹp ha, sáng cho mình luôn nè. Mã số 8 thì dù số 8 thì đường kính là 0.5 mm tại cá 42.5 kg nha, một cuộn như này là 100 m ạ. Còn số 9 thì đường kính của nó là 0.55 mm nha, tại cá là 46.3 kg ha. Đấy, một cuộn là 100 m cho mình luôn nha, nó cũng là màu vàng như này ha. Đấy, combo mã số 4 ạ. Một combo dù em ghép gồm một cuộn số 8 và một cuộn số 9 nha. Đấy, em bán với giá là 100k thôi ạ, 100k cho cái loại dù BE này nhé. Để cho mấy anh trải nghiệm thử nha. Mã số 5. Mã số 5 thì em có lưỡi lưỡi Daiwa nha, lưỡi này lưỡi săn hàng nha mấy anh, lưỡi săn hàng đánh nha. Đánh biển nha. Đấy, câu cá, tra sông đồ vẫn được luôn nha. Cái lưỡi này thì cái đầu của nó là đầu dẹp nha, không phải đầu bo tròn đâu ạ. Đấy, đầu dẹp nha, lưỡi thì ngạnh sắc bén cho mình ha, chất liệu thép không rỉ rất là ok nha. Đây ạ. Một combo thì em ghép gồm 10 gói nha. Một gói thì tầm khoảng là 8 lưỡi thì tổng cộng là tầm khoảng 80 lưỡi cho mình nha. Đây, cái lưỡi nó to như này nha anh. Cái này gọi là lưỡi số 10 nha. Lưỡi số 10 ạ. Đấy. Combo mã số 5 ạ. Mã số 5 ạ. Em bán với giá là 169k nha, 169k cho cái loại lưỡi này nha. Đấy, lưỡi rất là to nha, lưỡi săn hàng cho mình ha, câu cá tra sông này, đánh biển này. Mã số 5 ạ, tầm khoảng là 80 lưỡi nha, em bán với giá là 169k nha, 169k. Mã số 6 ạ, thì em gửi đến anh là lưỡi PVLC nha. Đây, lưỡi này thì một combo của nó em ghép gồm một cuộn số 10, 11 và 10, lưỡi số 10, 11 và 12 nha. Lưỡi số 10 thì một hộp tầm khoảng là 40 lưỡi ha, 11 và 12 thì tầm khoảng là 30 lưỡi. Một combo như này là tầm khoảng hơn 300 lưỡi nha, rất là nhiều cho mình luôn ha. Lưỡi thì cái đầu của nó là bo tròn nha mấy anh. Đấy, đầu bo tròn như này ha, lưỡi có ngạnh rất là nhạy cá và khó xảy cá cho mình nha. Lưỡi số 10 thì cái độ to của nó tầm khoảng là 3 ô rưỡi tập nha. Lưỡi 11 thì 4 ô và lưỡi số 12 là 4 ô rưỡi ạ. Combo mã số 6 em bán với giá là 100k cho cái combo này nhé, 100k ạ. Dạ rồi, em hết phụ kiện cho em qua máy nha mấy anh. Đấy, con máy mã số 1 thì gửi đến mấy anh là một con máy TA2000 nha. Con máy này chạy với 8 bạc đạn nha mấy anh, 8 bạc đạn ạ. Đây, con máy này chuyên lua cho mình nhé. Cối là hợp kim, thân là carbon ratio 5.2 ạ. Vào cước 0.2 là được 130 m nha, 0.25 là 90 m ạ. Mô bin sóng này tiếng kêu lưỡi gà con nhé.
gần gạt con lăn ha, đổi tay quay trái phải đều được cho mình ạ. Hoạt động máy đây, máy chạy rất là êm mượt nha, đảo chiều chốt chặn đầy đủ luôn nha. Con máy mã số 1 và em bán với giá là 250k cho con máy này nhá, mã 1250 ạ. Mã số 2 ạ, mã số 2 thì em có một con máy xây thực 4.000 nha, cũng chuyên lôi với con ngâm cho mình luôn nha. Con máy Ultra Cbix C 4.000 ạ. Con này ratio 5.2 nha, cõi là hợp kim, thân là carbon. Vô cước 0.3 là được 160m, 0.3 là 120 và 0.4 là 85m nhé. Mô bin sóng tiếng kêu lưỡi ra con ạ. Máy cũng chạy với bạc đạn cho mình luôn nha mấy anh. Đấy. Cần gạt, con lăn ha, đổi tay quay trái phải đều được cho mình luôn. Hoạt động máy đây ạ. Máy chạy rất là mượt mà luôn nha. Đấy. Nhận hàng được kiểm tra hàng thoải mái rồi thanh toán giúp em ha. Con máy mã số 2 à, em bán với giá là 270k nha. Mã số 2270 ạ. À. Mã số 3 à, thì em có một con máy Gon 5000 nha. Đấy. Cõi là hợp kim, thân là carbon luôn, luôn ngâm lăn xê đều được ha. Ratio 5.2 cho mình ạ. À. Con này vào cước số 0.3 là được 190m ạ. À. 0.35 là 140 và 0.4 là 110m nhé. Ratio 5.2 nha, ratio khá cao ạ. À. Mô bin sóng đây, cần gạt, con lăn ha, đổi tay quay trái phải đều được ạ. À. Hoạt động máy đây ạ. À. Máy hoạt động êm mượt luôn nha mấy anh. Đấy, đảo chiều chốt chặn ạ. À. Đấy, con này chạy với bạc đạn luôn nha mấy anh, chạy với bạc đạn luôn ạ. À. Mã số 3 em bán với giá là 127k luôn nha mấy anh. Mã số 3, con máy xây thực 5.000 nha. Cái cõi 5.000 nhưng mà cái thân của nó rất là gọn nhẹ nha. Mã số 3 270k. Mã số 4 ạ. À. Thì em gửi đến với anh một con máy xây thực 6.000 nha. Con máy này là ngâm lăn xê, câu lục và đánh biển vẫn được luôn ạ. À. Đấy. À, săn hàng cho mình luôn ha. Ratio là 5.2 ạ, à. Cõi là hợp kim, thân là carbon nha. Con máy tên là Ryobi nha mấy anh. Vào cước 0.285 là được 270m ạ. 0.31 là được 230m nha. Đấy, mô bin sóng tiếng kêu lưỡi gà con này, cần gạt. Con lăn ha, đổi tay quay trái phải đều được cho mình luôn. Hoạt động máy ạ. À. Máy chạy với bạc đạn êm mượt luôn nha mấy anh. Đảo chiều. Chốt chặn luôn ạ. À. Đây. Hoạt động máy rất là ok nha. Con máy mã số 4 em bán với giá là 260k thôi nha mấy anh, 260k cho con máy này ạ, à, 260 ạ. À. Dạ rồi em hết máy rồi, em qua cần nha mấy anh. Con mã số 1 đầu tiên thì em gửi đến mấy anh là một cặp gác cần nha, đây này. Đó, phía dưới nó nhọn như này nhá. Cái này là chiều dài là 1m nha mấy anh, chiều dài 1m ha. Mỗi cây là 1m nha, đến từ hãng Đa Hoa cho mình luôn nha. Đấy, rất là ok ha. Đây, nó là như này nha. Có mua mã số 1 ạ, à, một cặp gác cần 2 cây nha, mỗi cây một chiều dài là 1m nha, đến từ hãng Đa Hoa. Em bán với giá là 250k cho cái cặp này nhé. Em bán là nguyên một cặp, không xé lẻ ra đâu nha mấy anh, không xé lẻ ạ. Đấy, bán nguyên một cặp luôn nha. Đấy. Mã số 1 250k, mã 1 250 ạ. Mã số 2 ạ. Mã số 2 thì em gửi đến mấy anh một cây cần rút nha. Chiều dài là 2m4, độ cứng là 30 nha, hàng Korea xuất Nhật ạ. À. Cây này nó có cái ngọn là 1.7 ly, trọng lượng là 205g nha, đến từ hãng Daiwa cho mình luôn ạ. À. Đấy, vàng khoen còn đẹp keng nha, vàng khoen Fuji loại xứ xám ha, bát là bát Fuji cho mình luôn nha, rất là ok ạ. À. Đây tổng thể cây cần nó là như này nha mấy anh. Đấy. Trọng lượng là 205g, ngọn 1.7 ly ạ. À. Em ra cần cho mình xem luôn nhé, ngọn 1.7 ly ạ. À. Màu nước sơn còn ok nha mấy anh. Đó. Chiều dài là 2m4, độ cứng 30 nha mấy anh. 2m4 cứng 30 ha, cứng cao cho mình luôn ạ. Cái cần mã số 2, một cây cần chiều dài 2m4 cứng 30, hàng Korea xuất Nhật, đến từ hãng Daiwa. Em bán với giá là 300k cho cây cần này nhé. Cây cần này 300k, mã số 2 300k. Mã số 3, số 3 thì em cũng có một cây cần đến từ hãng Daiwa luôn nha mấy anh, Daiwa luôn ạ. À. Cây này chiều dài 2m4 nhưng mà cứng 10 nha. Từ cây này câu cảm giác cho mình ha, đỉnh từ hàng Korea xuất Nhật luôn ạ. À. Đây, bát là bát Fuji nha. Vàng khoen Fuji loại xứ xám đẹp keng cho mình hết luôn nè. Đấy. Trọng lượng của cây cần này là 183g ạ, à. Ngọn 21 ạ, à. Ngọn 21 cho mình nha, ngọn to cho mình nè. Chiều dài 2m4 nha, độ cứng là 10 ạ, à. Cứng 10 cho mình ha.
Màu nước sơn còn sáng bóng đẹp ken cho mình luôn nha. Sáng bóng đẹp ken này. Cây cần mã số 3 em bán với giá là 350k cho cây cần này ạ. À. 350k cho cây cần này nhé. 350 ạ. À. Rất là đẹp luôn nha. Mã số 4 ạ, à, là em có một cây cần ISO khoen bé cho mình nha. ISO khoen bé ạ, bát là bát Fuji nè. Đó, bát Fuji cho mình nha. Cây này thì nó có chiều dài là 4,2 m nha, đến từ hãng NFT ạ. À. Đấy, đến từ hãng NFT cho mình luôn nha. Đây. Tổng thể cây cần nó là như này nha mấy anh. Cây này nó có trọng lượng là 340g ạ, à. Nó còn nắp chụp đầy đủ luôn này nha mấy anh. Đây. Đây nắp Fuji cho mình luôn ha. Ngọn là một ly nha, ngọn một ly cho mình ạ. À. Đây, vàng khoen nha. Đấy. Vàng khoen cũng còn rất ok ha, nó hơi bị rỉ nhẹ ở mấy cái khoen đây này. Đây. Đó. Mình về mình vệ sinh lại là đẹp nha mấy anh. Đấy. Ngọn một ly nha. Đây. Ngọn một ly cho mình nè, ngọn rất là dẻo cho mình luôn ha. Phôi màu phôi cũng còn rất là đẹp nha. Đấy, màu ánh tuyến sáng bóng cho mình luôn ha. Cây này độ mới cũng còn cao lắm nha mấy anh. Cây cần mã số 4 mà em bán với giá là 320k cho cây cần này nhé. Chiều dài 4,2 m ạ. À. Chiều dài 4,2 m. Đến từ hãng NFT nha, một cây cần ISO khoen bé ha, NFT cho mình nha. Đấy. Cây cần mã số 4 ạ. À. 320k. Cái cần mã số 5 thì em gửi đến mấy anh một cây cần cắm gốc nha. Đây, đây có thông số đầy đủ trên này cho mình ha. Đây ạ. À, cái này là hàng Đài Loan xuất Nhật nha mấy anh, hàng Đài Loan xuất Nhật ạ. À. Nếu như mà lua thì nó sẽ ở độ cứng là medium heavy ha, MH cho mình ạ. À. Còn dít thì tầm khoảng là 21 cho tới 80 gram nha, dít mát cá này. À, cái này là độ cứng lua, độ tải mồi của lua nha mấy anh, 21 cho tới 80 gram ha. Còn này là dít mát đây, dít mát là 120g nha. Tải cá thì tầm khoảng là 7 cho tới 20kg nha, 7 tới 20kg. Sử dụng dây VE từ dây số 3 tới dây số 5 rất là ok ha. Cây cần này đồ tải mồi khủng cho mình luôn nha. Đấy, đến từ hãng Daiwa nha mấy anh. Cây này là của hãng Daiwa, hàng Đài Loan xuất Nhật ạ. À. Tổng thể cây cần nó là như này nha. Cây cần này nó có trọng lượng là 244g, ngọn 4 ly 1 nha, ngọn 4 ly 1 cho mình ạ. À. Ngọn to ha. Vàng khoen loại sứ còn đẹp ken hết nha. Cây này một cây cần săn hè nha. Cái ngọn của nó rất là to nha, ngọn 4 ly 1 nha mấy anh. Đấy, ngọn to cho mình ạ. À. Cái cần mã số 5 ạ, à, chiều dài của cây cần này là 76. Này là 2m28 nha mấy anh, 2m28 ạ. À. Lua thì là độ cứng MH nha, dít mát 120g nha. Đấy, đến từ hãng Daiwa, hàng Đài Loan xuất Nhật ạ. À. Ngọn to, ngọn 4 ly 1 cho mình luôn nha. Cái cân mã số 5 em bán với giá là 1.250.000 ạ, 1.250k. Đến với cái cân mã số 3, cái cân mã số 3 thì em cũng có một cây cắm gốc nha. Chiều dài là 1m98 ạ. À. Để sử dụng dây PE từ dây số 2 tới dây số 4 rất là ok nha. Dít mồi từ 60 cho tới 120 ha. Mát báo quơ 11 kg cá nha mấy anh. Đấy. Cái này nó có màu đỏ nha. Màu đỏ nhìn rất là đẹp nha. Rất là sang trọng. À. Trọng lượng của cái cân này là 143g nha. Ngọn 2 ly 2 ha. Vàng khoen loại sứ đẹp ken nha. Khoen là khoen bát hãng nha mấy anh. Cái gốc của nó thì là 50 cm nha. Còn cái ngọn của nó là 148 cm ạ. À. 148 cm nha. Đấy, ngọn 2 ly 2 cho mình nha. Cây này độ mới cao không lỗi lầm đâu ạ. À. Một cây cần cắm gốc vừa dít vừa lua được luôn nha mấy anh. Chiều dài 1m98 ạ, à. Chiều dài 1m98. Dít cá mát 11 kg nha mấy anh. Đấy, rất là ok ha. Đây. Cây cần mã số 6, một cây cần cắm gốc nha. Em bán với giá là 450k nha mấy anh, 450k. Mã số 7 ạ. À. Mã số 7 thì em gửi đến mấy anh một cây cần 2 khúc nha, chiều dài 1,8 m, độ cứng lên tới 120 đến 150 nha. Đấy, cây này cây săn hàng nha, cầu biển nha, đánh cá xong rất là ok ạ. À. Chính hãng Suzumi nha mấy anh, hàng China xuất Nhật, cả tem còn đầy đủ luôn. Cây này nó có trọng lượng là 264g, ngọn 3 ly 7 nha, ngọn 3 ly 7, ngọn to cho mình nha. Hôm nay cần ngọn to rất là nhiều nha mấy anh. Đấy. Cái cần này ngọn 3 ly 7 nha, trọng lượng là
264 g chính hãng Suzumi, chiều dài 1,8 m ạ. Đấy, màu nước sơn còn đẹp keng cho mình hết luôn nha. Cây này đánh cá săn hàng rất là ok ạ. Cây cần mã số 7 em bán với giá là 550k thôi ạ. 550k cho cây cần này nhá, mã 7550 ạ. Mã số 8. Số 8 thì em có một cây trophy nha. Đấy, cây này độ cứng là 50 cho tới 80 nha mấy anh, chiều dài là 2,1 m ạ. Độ tải mồi từ 70 cho tới 100 g ha, rất là ok ạ. Cây này nó có cái ngọn là 3 ly 3, trọng lượng là 244 g nhé. Giang khoen loại sứ phát quang cho mình hết luôn nha. Độ mới cao không lỗi lầm đâu ạ. À, nhận hàng được kiểm tra hàng thoải mái rồi thanh toán giúp em ạ. À, ngọn 3 ly 3 nhé, ngọn 3 ly 3 cho mình nè, đẹp keng hết nha. Cái màu nước sơn âm re giữa màu xám và màu xanh dương nhìn rất là đẹp ha. Cái cân mã số 8, chiều dài 2,1 m và tải mồi 70 cho tới 100 g nha. Em bán với giá là 190k, mã số 8 190 ạ. Mã số 10 ạ. Số 10 thì em gửi đến với anh một cái cây chiều dài 2,4 m, độ cứng 30, hàng China xuất nhập nha. Đấy, tay cầm là cán mút nha. Khoen vàng khoen bát là bát bát hãng nha, bát Fuji. Cây này là cây phôi phíp nha mà. Phôi phíp cho mình ạ. Cây này phôi phíp ạ. Đấy, cái này chiều dài là 2,4 m nha, độ cứng 30 cho mình ha. Ngọn là 2 ly 7, trọng lượng là 205 g nha, ngọn 2 ly 7 ạ, ngọn 2 ly 7 cho mình ha. Đấy, rất là ok này. Cái cân mã số 9 ạ, cái cân mã số 9 em bán với giá là 730k cho cây cân này nhá, 730 ạ, mã 9. Mã số 10 thì em gửi đến mấy anh một cây cần lua nha, săn hàng lua gần lua biển và lua nhái thật được luôn nha mấy anh, rất là cảm giác cho mình ha. Một cây Yamaga Blend, hàng nội địa Nhật ạ, hàng limited nha. Cái này chiều dài là 2,7 m, độ cứng là MH nha. Để tải mồi từ 30 cho tới 60 g nha, mình lua nhái thật rất là ok ạ. Sử dụng dây BE từ dây số 1 tới dây số 3 rất là ok ha. Có mã code đầy đủ cho mình ha. Vàng khoen của cái cây này toàn là khoen Fuji silicon cho mình hết luôn nha mấy anh, khoen Fuji silicon ạ. À, đấy, rất là đẹp luôn nha, sáng bóng cho mình luôn nè. Đấy, Fuji silicon ha. Phôi carbon xoắn ít hai da cho mình luôn nha. Phôi carbon xoắn ít hai da, lua lóc, lua chẽm, lua gần, lua biển nha, lua nhái thật ạ, à, rất là ok nha. Cây này nó có ngọn là 2 ly 3, trọng lượng là 203 g nha, trọng lượng 203 g ạ. À, đấy, cái bát rất là đẹp nha mấy anh, có in chữ Yamaga trên này ha, bát C14 cộng nha, tay cầm cán mút này. Đấy, cái phôi rất là đẹp nha, không bị lỗi lầm gì đâu ạ. À, cần đẹp keng luôn nha. Cây cần mã số 10, chiều dài 2,7 m, độ cứng MH ạ. À, em bán với giá là 1.450k nha, 1450 ạ. À, mã số 11 ạ. À, mã số 11 thì em có một cây cần 3 khúc nha, phôi này là phôi carbon nha mấy anh. Đấy, cây này thì nó có một cái gọi là cái đây này, cái khúc này này, nó có cái bát để mà gắn vô ở trên đây luôn nè mấy anh. Đấy, có bát vặn cho mình luôn nha. Đấy, đây này, nó rất là chắc chắn luôn ha, bát vặn kim loại giữa cái khúc này nha. Đấy, cái lóng này nha, rất là ok này. Cây này thì nó có cái ngọn là 3 ly rưỡi, trọng lượng là 800 g nha mấy anh, 3 ly rưỡi trọng lượng là 800 g ha. Thiết kế vàng khoen nha, chân ngắn nè, vàng khoen loại sứ xám luôn ha, cho mình rất là đẹp nha. Cây này đánh biển thì thôi ok lắm luôn ạ. À, chiều dài là 2,7 m nha mấy anh, một cây cần 3 khúc nha, nó có cái bát vặn ở hai cái lóng nha. Đây, rất là ok nha, rất là xịn luôn, rất là chắc chắn nha. Để lợi dính cá to thì không cần phải bị ruột ngọn đâu ạ. À, đấy, thiết kế vàng khoen chịu lực tốt cho mình luôn nè, rất là ok. Cái cân mã số 11 ạ, chiều dài 2,7 m, độ cứng tầm khoảng là 200 nha. Em bán với giá là 990k nha, 990k cho cái cây cứng cao này nhé. Đấy, cây cần đánh biển ạ. Mã số 12 ạ. Số 12 thì em có một cây cần 3 khúc nha. Đấy, một cây cần 3 khúc ạ. Cây này đến từ hãng Daiwa nha mấy anh, đến từ hãng Daiwa cho mình ha. Đấy, cây này phôi phíp nha, chiều dài là 3,9 m ạ, 3,9 m ạ. Cây này nó có cái ngọn là 5 ly 4 lận ạ. Đấy, trọng lượng là 731 g nha, ngọn 5 ly 4 ạ. Vàng khoen là loại sứ cho mình hết luôn nha, đẹp keng cho mình ạ. Ngọn rất là to luôn nha mấy anh, ngọn rất là to ha. Cây cần này rất là đẹp nha.
độ mới còn cao lắm luôn, hơn 90% ha, tem còn đầy đủ ạ, vàng khoen đẹp keng nè. Trọng lượng là 1731 gram, ngọn 5 ly 4 ạ, bát kim loại ha, vàng khoen loại sứ này. Đó. Cái cân mã số 12, một cái cân 3 khúc, chiều dài 39 ạ, ngọn 5 ly 4 ạ, em bán với giá là 350k cho cái cần này nhé, 350k đấy. Mã số 12 350 ạ, 350k nha mấy anh, 350. Mã số 13, mã số 13 thì em có một cái cây vàng khoen gọi là khoen lá nha mấy anh, khoen Fuji nha, khoen Fuji loại sứ ạ, loại sứ cho mình nha, nhà dạng khoen lá ha, ngọn là ngọn sợi thủy tinh cho mình ạ. Cái này nó có cái ngọn là 2 ly 3, trọng lượng là 330 gram ạ. Đấy. Hàng Đài Loan xuất Nhật nha mấy anh, hàng Đài Loan xuất Nhật này, tem vàng còn đầy đủ cho mình hết ha. Chiều dài là 3,6 m, độ cứng lên tới 80 nha. Cây này cứng cao cho mình nha mấy anh. Đấy. Cây này cứng cao ạ, à. Một cây cần 3 khúc, chiều dài 3,6 m nha. Cây này chính hãng Daiwa nha mấy anh, hàng Đài Loan xuất Nhật ạ, à. Rất là đẹp cho mình luôn ha. Bát này. Vàng khoen Fuji lá cho mình nha. Cái cần mã số 13 em bán với giá là 1.350.000 cho cây cần này nhé, 1.350 ạ. Ngọn 2 ly 3, trọng lượng 330 gram ạ, vàng khoen à. Rất là lạ ha, vàng khoen lá cho mình nha. Chiều dài là 3,6 m, độ cứng là 80 nha mấy anh, mã số 13 1.350.000. Mã số 14 ạ. Mã số 14 thì em cũng có một cây vàng khoen lá luôn nha, cái màu nước sơn ánh tuyến rất là đẹp nha, cũng đến từ hãng Daiwa cho mình luôn ạ. Cái này chiều dài là 4,2 m, độ cứng 50 nha mấy anh, độ cứng 50 ạ, tem còn đầy đủ hết cho mình ha. Đấy. Cái này cái màu nước sơn nó đẹp lắm, đẹp keng luôn nha mấy anh, độ mới còn rất là cao luôn ạ. Cái này có ngọn 2 ly 6, trọng lượng là 565 gram nha, 565 gram. Đấy, khoen Fuji cho mình hết luôn này. Đấy, cái màu nước sơn đây em sẽ ấy từ từ cho mình xem ha. Đây, màu nước sơn đẹp keng luôn này. Chiều dài là 4,2 m, độ cứng là 50 nha mấy anh, 50 nha, độ cứng 50. Cái cần mã số 14 mà em bán với giá là 2.250.000 cho cây cần này nhé, đến từ hãng Daiwa nha mấy anh, chính hãng Daiwa, cây cần rất là đẹp luôn nha. Đấy. Mã số 14 2.250.000. Mã số 15 thì em gửi đến mấy anh một cây cần có cái khoen Fujigon này à. Đây này. Khoen titanium nha, này nó có chống chữ titanium trong đây nha. Cây này thiết kế dạng khoen chân quỳ nha mấy anh, chịu lực tốt cho mình luôn ha. Cây này độ cứng lên tới là 200 nha mấy anh. Đấy, chiều dài là 2,7 m, độ cứng 200 nha, hàng Korea xuất Nhật cho mình luôn ha. Cây này hàng hiếm nha mấy anh. Đấy. Tem vàng còn đầy đủ luôn ạ. À. Cây này nó có trọng lượng là 494 gram, 494 gram ạ. À. Ngọn 3 ly rưỡi cho mình nha, ngọn 3 ly rưỡi, ngọn to cho mình nha. Đấy, cây này rắn săn hàng nha mấy anh. Vàng khoen rất là đẹp luôn ạ. À. Màu nước sơn sáng bóng luôn nha. Độ cứng là lên tới 200 lận ạ. À. Thiết kế vàng khoen chịu lực tốt cho mình luôn nè. À. Rất là ok ha. Hàng Korea xuất Nhật, chiều dài 2,7 m, cứng 200 nha. Đến từ hãng Daiwa nha mấy anh. Cây cần mã số 15 mà em bán với giá là 1.650.000 nha mấy anh. 1.650.000 cho cây này nhé. Một cây cần đến từ hãng Daiwa, hàng Korea xuất Nhật ạ, 1.650.000 ạ. Mã số 16 thì em gửi đến mấy anh một cây cần câu câu cá tra xong nha mấy anh. Đấy, cây cây này săn tra nha. Cái này chiều dài là 3 mét ha. Cây này là cây hàng mới nguyên zin nha, chưa qua sử dụng, còn tem đầy đủ cho mình luôn nha. Cây này nó có cái ngọn là 4 ly 6, trọng lượng là 317 gram nha. Đấy, vàng khoen này, loại sứ đẹp keng cho mình hết ha. Phôi carbon xoắn ít hai da cho mình luôn nha mấy anh, phôi carbon xoắn ít hai da cho mình luôn ạ. À. Đây, thông số nó nằm ở đây ạ. À. Cái này nó tên là Ryobi nha mấy anh. Đấy. Sử dụng dây BE mát là dây số 5 nha. Đấy, dây số 5 tới dây số 10 nè. Đấy, dây BE số 5 với dây số 10 nha. Dít mồi thì tầm khoảng là 100 cho tới 250 gram nha. Rất là ok ha. Đấy.
Bát là bát Fuji cho mình luôn nhé, bát Fuji nè. Đấy, vàng khoen Fuji loại sứ nha, vàng khoen Fuji loại sứ cho mình này, Fuji ha. Một cây cần săn tra nha, săn hàng cá lớn nha. Đấy, tem vàng còn đầy đủ cho mình hết luôn nha. Cây này là cây mới nguyên zin chưa qua sử dụng đâu ạ. À, cây cần mã số 16 và em bán với giá là 950k nha em anh, 950k cho cây cần này ạ. À, 950 nha. Đấy, 950 nha. Vàng khoen rất là đẹp luôn nha. Dạ rồi, cây cần kết thúc video ngày hôm nay của em ạ. À, cảm ơn các anh đã xem hết video của em nhé. Các anh có cần tư vấn hoặc đặt hàng có thể liên hệ với số điện thoại em ghi trên màn hình nha, hoặc Zalo của em số 0344 555 188 nhé. Chúc các anh đi câu vui vẻ và thuận lợi được nhiều cá. À, hẹn các anh ở video tiếp theo ạ. À, chào các anh.